Thưa quý vị, sau hơn một tuần chính thức triển khai, người dân Hà Nội và du khách đã có thể trải nghiệm thuê xe đạp công cộng trong các quận nội thành. Đây cũng sẽ là một gợi ý thú vị để mọi người có thể trải nghiệm trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Hãy cùng phóng viên Truyền hình Nhân dân khám phá trong tiểu mục Môi trường xanh tuần này. Thưa quý vị, Hà Nội đang trong những ngày mùa thu rất đẹp và trong mùa thu của Hà Nội thì mọi người thường có những việc không thể bỏ qua như là đi dạo phố này, đi lượn Hồ Tây này hoặc là lên nhà thờ uống một cốc cà phê trứng phải không ạ? Tuy nhiên thì có lẽ là trong mùa thu Hà Nội sẽ phải bổ sung thêm một việc không thể bỏ qua, đó chính là trải nghiệm đi xe đạp, bởi vì là hệ thống xe đạp công cộng tại thủ đô thì đã chính thức triển khai hơn một tuần nay. Hệ thống các trạm để xe được xây dựng theo các điểm xe buýt, điểm lên xuống tàu điện, gần các trường học, các trung tâm thương mại, du lịch, các vườn hoa công cộng để tiện lợi cho người dân. Tại các trạm xe đạp công cộng đều có hướng dẫn cụ thể để người dân cài đặt phần mềm, thanh toán để thuê xe và người dân có thể trả xe đạp về trạm TNGO bất kỳ. Em cảm thấy đây là một cái dịch vụ rất là tiện, anh chị, tại nó dừng ngay ở điểm xe buýt này thôi, còn là dừng ở những chỗ vui chơi ạ. Mà xe buýt thì không thể nào đi vào những cái chỗ vui chơi được, thì đến lúc đấy mình dùng, mà xe buýt thì dừng ở rất là xa cái chỗ vui chơi đấy của mình, thì mình có thể đi xuống là dùng xe điện để mình xe đạp này, xong rồi mình đạp vào trong những cái chỗ mà mình muốn đi ấy. Em thấy nó khá là tiện lợi, với cả ứng dụng dùng thì khá là dễ nữa. Có thể nói dịch vụ xe đạp công cộng mang đến một hình thức giao thông đô thị mới, văn minh, tiện lợi, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. TNGO sẽ giúp kết nối các hệ thống giao thông công cộng khác như xe buýt, tàu điện, giúp việc di chuyển trong đô thị trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn. Dịch vụ được triển khai đúng dịp nghỉ lễ nên càng thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội và khách du lịch. Em thì thấy đi xe đạp thì khá là tiện, trải nghiệm khá là vui. Mình có thể vừa đi vừa ngắm đường phố, không như ở trên xe buýt. Em thấy thì ứng dụng đối với người trẻ em là dùng khá là dễ, với cả dịch vụ này khá là rẻ. Với bọn em hơn những cái việc mà em phải di chuyển bằng Grab hoặc là xe ôm hoặc là gì đó. Em chỉ cần cái số đạp đỗ nó như phổ biến nó nhiều lên ấy, thì sẽ giúp em đi được nhiều nơi hơn trong thành phố hơn là chỉ đi được khu vực nội đô này thôi. Hà Nội là địa phương thứ 6 triển khai mô hình xe đạp công cộng. Trước đó, 5 tỉnh thành phố đã khai trương mô hình này là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Định. Vâng, thưa quý vị, tôi vừa kết thúc chuyến hành trình của mình với hơn 1 tiếng dạo quanh phố cổ và chi phí bỏ ra chỉ khoảng hơn 10.000 đồng thôi, thưa quý vị. Tôi tin rằng đây là một chi phí vô cùng hợp lý và ai cũng có thể là trải nghiệm dịch vụ này. Và nếu quý vị có thời gian trong dịp nghỉ lễ này thì hãy cùng bạn bè và người thân trong gia đình thử trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng. Tôi tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm và một cái quãng thời gian bên cạnh gia đình và bạn bè rất là khó quên đối với quý vị trong dịp nghỉ lễ này đấy ạ.